Nói chung là pơ-mu mà nó dày bằng gỗ đỏ mà nó chịu cái thuế nhập khẩu như gỗ đỏ chắc chắn nó đắt hơn gỗ đỏ các bạn nhá. Ít nhất là bằng gỗ đỏ và thậm chí là hơn. Chị thân mến, hiện tại em Khánh Trần của miền Bắc đang có mặt tại Chi Lăng Bắc, Thanh Miện, Hải Dương. Đây. Đây là ngoại thất nhà anh Giai tên là Hai có tại Hải Dương các bạn nhá. Thì bọn em thi công trần gỗ bên trong. Thì là mời tất cả anh chị em đi sâu vào bên trong để xem không gian bên trong trần gỗ pơ-mu nó đẹp như thế nào. Đấy. Nhà anh Hai thì là nó không được cao cho lắm, tuy nhiên là không sao cả, vẫn làm trần đẹp. Cho nên là với không gian như thế này em thiết kế là hai cấp là đẹp nhất các bạn nhé. Ở một ô trống ở giữa, hai đầu sẽ là hai ô phụ các bác. Đây, mời tất cả mọi người vào bên trong. Ở đây là không gian của phòng khách, còn không gian của phòng ăn cũng lung linh như vậy luôn. Anh em đang lên đèn. Phòng ăn này là sơn lót rồi hay chưa ở thêm? Dạ. Chưa sơn gì đúng không? Em phun màu rồi. Phun màu rồi. Nào nhìn nó ly nó đẹp hẳn. Đều. Ở bên trong này là không gian của phòng ăn các bạn nhá. Vẫn là một ô trống ở giữa, hai đầu là hai ô phụ. Đó. Thế mời nhớ mấy cái đố ở chỗ này nhá. Dạ. Nhớ mấy cái đố, mấy cái chỉ nhá. À, các bạn chị thân mến, là anh Hai là hơi bị ngại một tí, anh ngại lên hình, nhưng mà rất là cảm ơn anh chị rất nhiều đã tín nhiệm thương hiệu trần gỗ miền Bắc để làm đẹp không gian gia đình nhà mình bằng những sản phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ pơ-mu đẹp như thế này. Và cảm ơn anh Hai và cảm ơn chị gái rất là nhiều, và cảm ơn tất cả mọi người. Và anh chị em đang xem video của em đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nhé. Và em là Khánh, trần gỗ miền Bắc, cảm ơn anh chị rất nhiều, xin chào. Trần gỗ miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.